Xin Đoàn chào đón tất cả các bác đang quay trở lại với kênh Trung Tâm Điện Tử Phạm Quyết Audio ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Hôm nay vào một buổi tối của ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024 thì trung tâm test lên một trong những em đẩy đến từ thương hiệu TG Aquatic, một em đẩy 4 kênh các bác nhé, chính hãng của nhà TG với model DK4.10L. với 4 kênh này thì 4 kênh độc lập, 4 kênh độc lập các bác nhé. Và mỗi một kênh đã đưa ra với là 1.000W trên một kênh, tổng là 4.000W các bác nhé. Đấy, khủng khiếp. Dạ vâng, và với dòng này thì nó đánh công suất cũng như là đưa ra tiếng nhạc rất căng. Và trung tâm đang chơi với 4 quả loa đơn bát 40 chép kèm từ 220 côn 100 các bác nhé. Đấy, để các bác nghe đánh ra chất âm. Và trung tâm test nhạc để sáng mai trở về với xã Hải Chính, của huyện Hải Hậu, Nam Định để lắp đặt cho nhà thờ. Đấy, với một con đẩy 4 kênh này, và trung tâm sẽ test nhạc để các bác nghe đánh ra chất âm. Đấy, và đây là 4 kênh sẵn sàng này, tắt nhạc đi này, tắt nhạc các bác nhá. Và bây giờ sẽ lên từng kênh một. Kênh 1 này, kênh 1 nhá, kênh 2 này, kênh 3 này, kênh 4 này. Kênh phải nói là rất chi là tuyệt vời. Và bây giờ thì trung tâm sẽ test thêm một bản nhạc sôi động nữa để sáng mai, sáng sớm mai sẽ lên đường về quê hương Nam Định để lắp đặt cho một nhà thờ ở dưới vùng biển Nam Định quê hương. Đấy, với dòng này thì các bác có thể chơi được là 8 quả full bát 40 các bác nhé. Đấy, 8 quả full bát 40 thì 4 kênh, mỗi một kênh là sẽ đánh được một cặp các bác nhé. Còn ví dụ chàng các bác có 4 quả riêng mà đánh gia đình hoặc đánh vào cà phê sân vườn thì 4 cái quả loa SRX715 hàng nhập này, đấy thì nó cũng là quá chi là tuyệt vời rồi. Đấy, các bác nào làm sự kiện nhỏ và vừa hát cho nhau nghe ở những quán bia hay những quán cà phê hát cho nhau nghe, hay những cái phòng các bác mở lên phòng hát để sau khi khách hàng của mình mà ăn uống xong rồi là muốn hát hò thì những con đẩy TG này, DK mã nhá các bác nhá, DK4.10L đưa ra 1.000W trên một kênh thì sẽ là rất chi là tuyệt vời. Và bây giờ trung tâm xin phép sẽ lên nhạc, đấy, test nhạc để cho một bác là đại diện cho nhà thờ ở dưới Nam Định sẽ nghe cũng như đánh giá chất âm, và sáng mai sẽ lên đường sớm để vào nhà thờ đến lắp đặt cho các bác nhá. Bắt đầu các bác nhá, sẽ lên từng kênh để các bác nghe đánh giá chất âm nhá. Kênh 1 này, kênh 2 này, kênh 3 này, 3 kênh này, kênh 4 này.
một con đẩy. Xin nhắc lại của nhà TGL có tích chính hãng, bảo hành 1 năm cho các quan tâm sử dụng, và với mã DK4.10L đó, đưa ra 1000W. Xin nhắc lại và phải nói là rất ok rồi, và sáng mai sẽ về đến quê hương Nam Định. Và một lần nữa được xin cảm ơn các bác ở Nam Định đã ủng hộ, và các bác nào quan tâm thì các bác alo cho bên phòng viết audio qua số điện thoại trên biển đỏ các bác nhá. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.